Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đỗ Ruby ha. Thì lâu lâu mình lên một cái đợt cập nhật và xả số dòng cá. Thì dòng full gold này vẫn là giá cũ các bạn nha, 400k một đôi cho tất cả các bạn nào cần ha. Hai đôi sẽ là 700.000 cho tất cả các bạn ở gần ở xa thì có thể mua những dòng cá mới, cá đẹp và cá chất lượng. Và dòng này nít nộp cho tất cả các bạn nuôi top view ha. Nhìn từ trên xuống thì dòng này thích hợp cho nuôi trong khay vàng và khay trắng. Và đặc biệt nước các bạn nuôi là phải trong ha, thì cá lên vảy full vàng như mình đang quay được. Còn các bạn nào mà không có diện tích nhiều á thì chúng ta mua một cặp hay cặp về chúng ta gây giống ra và chúng ta sẽ chuẩn bị những cái chỗ chúng ta nuôi cá tại nhà của mình. Thì khi mà nuôi cá bảy màu thì cá bảy màu sinh sản khá là nhiều nên là các bạn có thể nuôi và chăm sóc và trải nghiệm những dòng cá bảy màu đẻ và sinh sản và cho lai tạo những dòng cá bảy màu với nhau. Và đây là một số dòng cái hồ cá của mình đang xả cá cho tất cả các bạn nào chơi ha. Thì hồ đầu tiên là một cái hồ cá có những em cá đẹp và chất lượng, và trong bộ này vừa có Sinta vừa có bộ Gold. Hồ này đang xả 300.000 cho tất cả các bạn nào chơi nha. Thì mình sẽ xả một số hồ cá cho tất cả các bạn nào mà có thật sự nhã hứng á và nhà ý muốn mua cá bảy màu mà đẹp và chất lượng, mà muốn nuôi số lượng lớn thủy sinh nè, thả ngoài trời và những em cá sinh sản sẽ to thì có thể xả hồ này. Và tiếp tục hồ dưới này các bạn, hồ dưới này cũng là view các bạn ha. View coi Ripon. Hồ này với giá là 200.000 nha các bạn nha, hồ nguyên hồ luôn. Thì mình sẽ xả dài hồ thôi. Mình soạn mình lên cá mới cho tất cả các bạn nào thích chơi những bộ cá đẹp á thì mình sẽ xả hết những hồ cá này cho tất cả các bạn về các bạn chơi. Thì những em cá này là hàng Ripon hết, máy thì có 30 mít đầu mình lên Ripon đồ hết các bạn ha. Đó. Và tiếp tục hồ bên này, hồ bên này là một hồ Dumbo. Ở hồ Dumbo này thì bạn nào cần thì mình xả cho các bạn chơi, do những em này bị cháy tay rồi. Đó, cháy tay mà đây là bộ sọc Big E. Đó, và những hồ này á, thì mình đang bán, nếu mà những cặp tơ á mà chuẩn á thì mình đang bán với giá 200. Còn những em cá này nó hơi bị cháy tay về các bạn lấy gen á thì các bạn lấy nha. Đó, hồ này thì với giá là khoảng tầm 300.000 ha. Mình xả hết luôn các bạn, xả hết lên cá mới ha. Đó, xả những bộ cá này là nguyên một hồ luôn nha. Hồ này khoảng tầm 20 đến 30 em cá. Đó, chung là tầm đó nha các bạn nha, chứ mình không có báo rõ được. Đó, tầm thôi để cho chắc các bạn có thể có những cái trải nghiệm tốt nhất và chất lượng nhất. Đó, còn đây là cái hồ full gold bữa mình có quay nè. Hồ này với giá là 200 nha. Đó, thì vừa có gen vừa có ribbon. Và xả một số dòng cá cho tất cả các bạn chơi để các bạn có nhiều cái sự trải nghiệm nha. Nếu mà các bạn nào mà thích những cái hồ nào á thì các bạn hãy chụp màn hình lại đó để cho tất cả các bạn có những cái trải nghiệm tốt nhất. Đó, nói chung là mình báo giá, nếu mà tại vì mình báo thì các bạn nào mà xem được á thì các bạn nghe được cái video mình nói thì các bạn có thể chốt. Còn bạn nào không xem được thì có thể xem vui ha. Đó, nói chung là xem trễ thì chậm trễ xem vui các bạn. Tiếp tục đây là một cái hồ Dumbo mà nó có vừa Dumbo Sinta vừa Dumbo thường các bạn ha. Nói chung là lộn xộn, nó đẻ thì con ra thì bạn là nuôi thủy sinh top view hồ lớn thì chốt hồ này giá 200 ha. Đó, thì xả nhiều hồ cá cho các bạn có những bộ cá bảy màu đẹp các bạn chơi. Nó khác với những bộ cá thủy sinh nha các bạn nha. Các bạn nhìn là các bạn sẽ biết nó lên tay bơi màu rồi lên màu sắc đồ rất ok luôn, và lên đỉnh đầu coi rất là nhiều màu sắc với nhau. Những bộ này mình đang xả cho cả bạn về các bạn nuôi số lượng ngoài trời các bạn chơi, tham khảo những bộ cá đẹp chất lượng bên mình. Đó, thì các bạn thấy nước mình nuôi rất trong và rất là chu đáo luôn, cho ăn tân mi hàng ngày, nên là bộ này có rất là nhiều em cá lên siêu phẩm luôn ha. Về các bạn cứ lựa ra các bạn chơi riêng cũng được. Đó, tiếp tục đây là một cái hồ Dumbo Sinta nữa các bạn. Đó, nhưng mà xả cho các bạn tiếp tục với giá là 300 ha, nhưng mà bọn này thì có vừa có sọt vừa có dài. Đó, thì đang xả một số dòng thôi để cho tất cả bạn có nhiều cái hồ cá các bạn chơi đa dạng khi mà các bạn chơi những dòng cá bảy màu. Hồ này là những bọn Sinta thịt đen và thịt vàng lộn xộn với nhau, nhưng mà có những em sọt lên super sọt các bạn nha. Xả hồ này với giá 300 ha, nói chung là cho tất cả các bạn có những cái trải nghiệm cơ bản ha. Còn những bộ mà chuẩn thuần á thì vẫn là giá 300.000 một cặp nha các bạn ha. Đó, thì đây là một số cái hồ cá đẹp và chất lượng để cho các bạn tham khảo. Mình nuôi thì mình sẽ có nuôi những cái hồ kiến và khay ngoài trời để mình cho cá sinh sản á. Và tiếp tục đây là một cái hồ Metal Lugas nữa các bạn, với giá 200 ha, nguyên hết hồ luôn. Đó, về cho tất cả bạn nuôi ngoài trời. Đó, thì bầy này thì là một trong những tính dạng có thể nuôi top view và nuôi side view đều đẹp, do là nó có bản đuôi và có vây lưng lên hoa văn rất là ok và chất lượng. Và hồ này mình đang chăm sóc và cho nó ăn rất là ok, và các bạn nhìn những em cá mái khá là tròn ha. Thì vây đuôi đều lên rất là chuẩn rồi, về cho tất cả các bạn ép và ghép sinh sản cho đẻ ra đời thuần vẫn ok. Đó, thì mình sẽ đi quay sơ lược vài cái bọn cá mà tất cả các bạn có thể chơi tại nhà mà đơn giản. Và đây là bầy Dumbo nữa các bạn. Bầy này cũng là 200 ha. Thì những cái bầy cá số lượng lớn này thì mình sẽ đóng một bịch tầm vài em nha các bạn ha. Nên là các bạn nào ở gần ở Sài Gòn được gửi nhanh thì các bạn có thể alo mình nhanh tay nha. Mình ưu tiên những nơi anh em ở gần ha.
còn ở miền Bắc thì nó hơi khó hơn, tại vì do những em này thì đóng một thùng, cái thùng nhỏ nhỏ các bạn, cái thùng mình mua ngoài nhỏ thôi, mình sẽ đóng vào, mình nhét vào một bịch khoảng tầm 5 đến 6 em đó, nhét vào gửi cho các bạn rất là nhanh. Và cá này á là những em cá thuần chủng nên là các bạn có thể tách riêng các bạn nuôi vẫn được, còn không thì các bạn nuôi thủy sinh với những em cá nhà các bạn vẫn ok. Ở hồ thì oxy chạy đầy đủ luôn đó, nên là cá rất là khỏe và tình trạng cá rất là to. Và đây là cái bầy đùm bồ câu mà hàng mà có tay bơi các bạn ha, thì xả hết hồ này vẫn là 200 luôn ha. Lên hôm nay là clip xả cá và cập nhật một số cái dòng cá có tính trạng đẹp và những cái yếu tố giúp cho cá lên màu tốt, thì các bạn cứ nuôi nước trong và có cục oxy bio nhỏ nhỏ góc chúng mình vậy đó, thì cái hồ các bạn sẽ rất là trong ha, do là cái vi sinh nó sẽ phát triển mà nằm trong cái cục lọc đó, thì giúp cho cục lọc các bạn lọc nước tốt hơn. Những cái phần phân cặn ở dưới đáy thì các bạn 2 ngày các bạn rút cặn một lần, giúp cho cá các bạn nó có một cái nguồn nước mới chăm vào. Còn đây là cái bọn Red Blue ha, với giá là 40k một đôi và 5 đôi sẽ là 150k đó, combo 150k là 5 đôi này nha các bạn ha. Red Blue lên hai tay bơi màu xanh lên thân màu đỏ ha. Thì bọn này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nuôi trong cái khay giống mình như nè đó, thì cá sẽ rất là dễ và chết cho sản rất là dễ luôn. Cái bọn này thì khác, cái tính dạng của nó là tính dạng mắt đỏ nhưng mà nó rất là dễ nuôi và nó cho sinh sản số lượng rất là nhiều nên giá thành nó sẽ đạp xuống so với thị trường lúc trước rất nhiều ha. Đó, ở đây là cái sân của mình các bạn, cái sân này để dùng để tập thể dục nè ha, còn ngắm cá chiêu chiêu ngồi bắn đá rồi á đó, rất là ok. Thì bạn nào có cái ban công nhỏ nhỏ, có cái hàng ba nhỏ thì có thể làm như dàn kệ giống mình để giúp cho tất cả các bạn có những cái trải nghiệm về nuôi cá bảy màu đó. Thì đây là dàn hột kiến ha, dàn hột kiến thì đây là bọn rồng đỏ thì vẫn là 50k một đôi và 5 đôi sẽ là 200.000 đó. Thì bọn rồng đỏ này sẽ lên bê đết các bạn ha, chứ không có lên hắc môn tia vẫn giá là 200 đó, cho tất cả các bạn có những cái trải nghiệm cơ bản nuôi hồ kiến đó. Hồ kiến thì có thể nuôi dòng này thích hợp nuôi hồ kiến và hồ khay nhựa đều được, do là cái thân nó sáng, các bạn nhìn ở trên nhìn xuống thì vẫn rất là đẹp ha. Còn các bạn có hồ kiến thì sẽ nuôi nhìn mình đẹp hơn. Còn cái bầy này là cái bầy full lithium thì hết hồ này 300 ha. Đó, xe lớn xe sinh sản xả cho tất cả các bạn một số cái bầy cá đẹp các bạn chơi thì mình sẽ xả hết và sẽ lên cá mới và cá con lên liên tục để cho tất cả các bạn có những cái hồ cá mới và những bầy cá đẹp hơn, chất lượng hơn đó. Thì những bầy này về các bạn cho đẻ số lượng rất là nhiều nha, bạn nào chưa có dòng full lithium mà muốn có số lượng đẻ sinh sản liền hết hồ này với giá 300 ha. Đó, lên những em cá mái size bầu bì rất là to luôn các bạn đó, cái chụp hình là những cái dòng này thì báo giá rồi, mình có báo giá rõ hết qua lời nói của mình á, thì các bạn cứ chụp lại các bạn gửi của mình thì mình báo giá rõ hết rồi đó, các bạn cứ chốt đơn gửi địa chỉ thông tin mình sẽ ship ha. Còn đây là những bầy Santa sọt mà hàng chuẩn á đó, với những giờ vẫn là giá 300 ha đó, cá sinh sản rất là nhiều và thịt vàng ha, cá thì không có lọt thịt đen vào nha các bạn đó, rất là đẹp luôn. Thì những bầy cá này mình đang chăm và cho chế độ rất là ok nên là cá nó lên vàng rất là đều, các bạn thấy nè, khi mà cho ăn cá bơi ra đùm bồi rồi thì nó sẽ có hai cái tai bơi, và Santa thì cái thân nó sẽ sáng trắng và đuôi đỏ nhìn rất là chiến luôn đó, giống như ông già tuyết các bạn nha, nó dòng một trong những cái dòng cá đột biến từ cái việc mà lai tạo cho cái dòng full gold và dòng Dumbo, thì lai tạo nhiều đời nó sẽ ra một cái dòng thuần gọi là dòng Dumbo Santa đó. Còn đây là những cái hồ và những cái khay mình nuôi ở đây cho đẻ các bạn ha. Còn đây là những cái bầy cá con của mình nè, những bầy cá con thì mình sẽ cho ăn Artemia giúp cho cá nhanh lớn, thì bạn nào mà có những cái trùng chỉ thì bổ sung thêm giúp cho cá nó tốt hơn và chất lượng hơn cho với quá trình mà các bạn nuôi. Còn các bạn không có trùng chỉ thì cá sẽ chậm lớn hơn nha, có trùng chỉ thì cá sẽ tốt hơn. Đây là những diều đẻ thì cá cho đẻ ra ngoài rất là nhiều, mình sẽ đi cho ăn dài dài để cho cá nó ăn Artemia các bạn, thì nó sẽ dạng hơn, nó sẽ bơi nhiều hơn cho tất cả các bạn cùng ngắm. Còn Artemia thì cứ dỗ thức ăn vào buổi sáng và buổi chiều thì các bạn có thể cho ăn trùng và cám tùy theo cái thời gian hoặc là cái không gian mà các bạn nuôi cá. Nếu các bạn nuôi hồ chặt quá thì các bạn nuôi cho ăn thức ăn á thì các bạn cho ăn ít thôi đó, còn các bạn nuôi hồ rộng thì các bạn cho ăn thoải mái hơn. Còn cái việc mà nuôi hồ kiến hay nuôi khay nhựa tốt hơn thì tùy theo cái cách mà chúng ta nuôi, ví dụ nuôi những cái dòng cá nào mà thiên về vây đuôi á thì chúng ta nuôi hồ kiến sẽ đẹp hơn, còn những cái dòng cá mà nuôi khay nhựa thì sẽ thích hợp nuôi trong những dòng cá nó có thân sáng ở trên mà tay bơi dài to, và những cái dòng cá mà ánh sáng nắng chiếu vào sẽ dạ phần thân lên, giống như dòng full gold và dòng Dumbo và dòng Red Blue, thì những cái dòng cá mà có tay bơi và những cái thân sáng trên thân á thì sẽ thích hợp cho tất cả bạn nuôi trong khay nhựa hoặc là những cái hồ thùng xốp á, nuôi top view và nuôi trong hồ năng bộ rồi đó đó. Còn những cái dòng cá mà nó có cái tay bơi hoặc là những cái dòng cá mà nó có tay bơi mà có đuôi luôn thì thích hợp nuôi trong hồ kiến đó, giống như cái dòng Dumbo Hắc Moon chẳng hạn, nó là vừa có tay bơi vừa có đuôi thì thích hợp nuôi kiến các bạn ha đó. Còn những dòng có vây lưng nè, hoa văn trên thân nè cũng thích hợp nuôi hồ kiến luôn đó. Và đây là những dòng cá Dumbo Santa sọt với giá là 300.000 một cặp ha, cho tất cả các bạn có thể chiêm nghiệm và tập chơi những dòng cá bảy màu tại nhà mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng kênh của mình trong suốt khoảng thời gian qua nha, thích những dòng cá nào
và thích những bộ cá nào thì nhắn qua mình qua Zalo hoặc là gửi cho tất cả bạn một cái link cá riêng, các bạn lựa thêm những dòng cá khác cho tất cả bạn có những cái trải nghiệm tốt tại nhà mình nha. Bye bye.